Xin chào các khán giả của SVN. Dù là ai bắt gặp hình ảnh một ông Tây tóc vàng hoe ngồi trên chiếc ghe nhỏ bé cùng nồi nước lèo đang bốc khói nghi ngút, lấy hết can đảm và cố gắng để cất tiếng giao hệt như một người dân chợ nổi thứ thiệt, thì cũng sẽ thấy ông ấy thật là đáng yêu. Nhìn cái cách mà ông ấy loay hoay cuống cuồng chuẩn bị một tô hủ tiếu cho khách càng khiến người ta phải phì cười. Chưa chắc những người dân miền Tây đã biết người đàn ông này là vị bếp trưởng được mệnh danh là vua đầu bếp với 16 sao Michelin và thường xuyên tham gia những chương trình thực tế nấu ăn vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Nhưng họ chắc chắn sẽ cảm nhận được tình yêu mà ông ấy dành cho món hủ tiếu nói riêng và ẩm thực miền Tây Nam Bộ nói chung. Với những người đam mê ẩm thực, Gordon Ramsay là một cái tên không hề xa lạ. Vị vua đầu bếp nổi tiếng khó tính đã nhiều lần khiến người Việt nức lòng bởi những lời khen có cánh của ông dành cho ẩm thực Việt Nam. Câu chuyện ra bán hủ tiếu kia xảy ra vào năm 2013. Khi ấy, ông Gordon Ramsay có dịp ghé thăm và khám phá ẩm thực của khu vực miền Tây Nam Bộ. Vào một buổi sáng đẹp trời, ông được thưởng thức món hủ tiếu ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Món ăn đặc trưng của ẩm thực miền Tây Nam Bộ này đã để lại cho ông Gordon ấn tượng sâu đậm đến mức ông ấy đã đưa nó trở thành một trong những đề bài hóc búa nhất cho các đầu bếp đã lọt trong top 5 chương trình vua đầu bếp Mỹ mùa thứ tư. Ông ấy rất hào hứng làm khó thí sinh của mình bằng hương vị phức tạp của một bát hủ tiếu miền Tây có mùi thơm của hẹ, vị tươi mát của các loại rau xanh, vị ngọt thanh nhưng vẫn rất đậm đà của nước dùng. Mọi thứ hòa quyện hoàn hảo để tạo nên một tổng thể hương vị đầy tinh tế và quyến rũ mà chưa chắc những nhà hàng Việt Nam tại London, Vương quốc Anh có thể sánh bằng. Trong tập ấy, hầu hết các thí sinh của chương trình đều có vẻ mặt hoang mang ngay sau khi nếm thử một thìa nước dùng, kèm theo yêu cầu mà họ nhận được là phải tái hiện lại y hệt hương vị của món ăn. Có thí sinh còn muốn rớt nước mắt vì cho rằng món hủ tiếu hoàn hảo này quá xa tầm với trong kinh nghiệm hàng chục năm đứng bếp của họ. Họ không biết món này được nấu bằng cách nào hay dùng nguyên liệu gì để mà mô phỏng theo. Rồi xong, tới công chuyện, trước khi bắt đầu vào thời gian làm bài, ông Gordon Ramsay còn trìu mến nói thêm: "Đây là một trong những món ăn tuyệt nhất mà tôi từng được thưởng thức, nên mong là các bạn sẽ không làm tôi thất vọng." Kể từ đó, ngày càng có nhiều người nước ngoài biết đến ẩm thực miền Tây Nam Bộ Việt Nam với những món ăn chinh phục thực khách bởi sự dân dã mà không kém phần tinh tế. Món hủ tiếu giản dị của miền Tây không chỉ được nhắc đến bởi ông Gordon mà còn khiến cho nhiều đầu bếp nổi tiếng thế giới cũng phải ngả mũ trước món ăn mang hương vị hoàn hảo ở vùng sông nước này. Năm 2019, hủ tiếu ở chợ nổi Cái Răng đã hấp hồn đầu bếp nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, Jung Ho Kyun, và nó còn trở thành cái tên hot search trên mạng xã hội Hàn Quốc ngay sau khi xuất hiện trong chương trình của đài truyền hình EBS. Nhìn đầu bếp Jung Ho Kyun thích thú bưng cả tô hủ tiếu lên mà húp, ăn rồi tấm tắc khen ngon, xong còn đòi theo cô chủ quán về nhà học bí quyết nấu hủ tiếu, khiến cho không ít người phải ồ lên kinh ngạc. Đó là một phần trong chương trình thực tế của đài EBS Hàn Quốc nhằm đem đến cho khán giả trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc trưng miền sông nước ở chợ nổi Cái Răng. Ấn tượng của nhà đài khi đến với vùng đất này là mọi hoạt động đều diễn ra trên sông. Người dân lấy thuyền làm nhà, làm nơi trò chuyện, trao đổi buôn bán. Đặc biệt, các mặt hàng ở đây đa dạng và phong phú vô cùng, đến mức không ai có thể tin rằng những món ăn này lại có thể mua được khi bạn vẫn còn đang trôi nổi cùng những chiếc ghe nhỏ trên sông. Du lịch miền Tây đang ngày càng phát triển và những chương trình ẩm thực như thế đã góp phần quảng bá về một vùng đất thú vị không chỉ dành cho du khách thích khám phá trải nghiệm mới lạ, mà cả các đầu bếp cũng từ khắp nơi tìm về để học hỏi kinh nghiệm nấu nướng. Ông Bernard Iban hiện đang là bếp trưởng của khu nghỉ dưỡng Victoria, Cần Thơ, là một trong những đầu bếp nổi tiếng đã chinh phục thực khách với nhiều món ăn lấy cảm hứng từ ẩm thực miền Tây. Sinh ra ở Casablanca và sống ở Morocco, ông đã có thời gian theo học nấu ăn ở Pháp và đạt nhiều chứng chỉ uy tín. Với tình yêu dành cho vùng sông nước Mekong của Việt Nam, bếp trưởng Bernard Iban đã sử dụng những nguyên liệu đặc trưng của nơi này để tạo ra các món ăn vừa quen vừa lạ, hút hồn khách du lịch. Ông Bernard chia sẻ: "Khi mới đến Việt Nam, tôi không hay nấu các món ăn Việt Nam. Tuy nhiên, tôi lại thích làm mới danh sách các món ăn của khách sạn bằng cách pha trộn các món Việt và Pháp với nhau. Chính điều đó đã tạo nên một sự khác biệt rất độc đáo
mà nhiều thực khách đến với chúng tôi không thể quên. Hiện nay, trong thực đơn, chúng tôi có nhiều món đặc trưng của miền Tây, nhưng cũng được biến tấu một chút như món khai vị Victoria Assortment. Đây là sự kết hợp của 5 món ăn Việt, gồm gỏi bồn bồn, xiên vịt nướng, chạo tôm, bò cuốn lá lốt và nem. Điều đặc biệt là các món này đều được trưng bày trên ống tre, một hình ảnh mang đậm nét văn hóa nơi đây. Vị đầu bếp còn giải thích thêm lý do vì sao mà trong thực đơn có cả gỏi bồn bồn, một món ăn mà rất ít du khách biết đến. Với dòng sông Hậu, nơi đây có rất nhiều loại rau củ, quả và gia vị tươi vì được phù sa bồi đắp trù phú. Thực phẩm ở đây có độ ngon rất riêng, tất cả tạo nên một sự độc đáo và riêng biệt của ẩm thực Việt Nam trên đất miền Tây. Cây bồn bồn mọc nhiều tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là Cà Mau. Tôi rất thích gỏi bồn bồn, một trong những món khai vị thơm ngon, kích thích vị giác với các vị ngọt, chua, cay. Những miếng bồn bồn giòn giòn, tôm thịt tươi ngon sẽ tạo hứng thú cho bạn trong những món kế tiếp. Ngoài ra, ông Bernard còn tán thưởng rất nhiều món ăn giản dị của người miền Tây. Tôi cũng thích món canh chua với cá kho tộ. Canh chua được chế biến bởi sự kết hợp của các loại rau củ miền sông nước. Khi dùng với món kho tộ, hương vị của các món ăn như hòa quyện với nhau, tạo ra vị chua, ngọt, mặn, cay rất đặc biệt. Một trong những món mà tôi ấn tượng nhất khi được nếm thử lần đầu tiên đó là nước mắm, đặc biệt là mùi vị của nó. Người Việt có khẩu vị và cách ăn khác hẳn với người phương Tây. Để giữ hồn Việt, tôi cố gắng giữ nguyên hương vị đặc trưng của thực phẩm địa phương và hạn chế tẩm ướp gia vị của phương Tây. Ví dụ, cá chẽm là loại cá nước ngọt, da trơn, thịt có độ ngọt và chắc. Bí quyết của món canh nấu với hành và gừng là dùng vị ngọt của cá để làm ngọt nước dùng. Do đó, tôi đã không dùng gia vị hay đường mà chỉ dùng một chút muối tinh. Những vị ngọt nhân tạo khác, nó sẽ che lấp vị ngon ngọt tự nhiên của cá chẽm. Do không tẩm ướp nhiều gia vị để loại bỏ mùi tanh của cá, tôi trần sơ qua các miếng cá đã được cắt khúc vào nước sôi, có bỏ chút rượu vơ cá trắng. Lưu ý là chỉ trần sơ qua thôi, chứ để lâu quá sẽ mất độ ngọt của cá. Cuối cùng, hoàn thiện món canh cá với hành lá cắt khúc và gừng tươi thái sợi. Vị ngọt thanh của cá, thoảng nhẹ vị nồng của gừng và hành chính là hương vị đặc trưng. Bạn có để ý không? Hầu hết các món ăn mang đậm phong vị miền Tây đã được truyền cảm hứng cho ông Bernard đều làm từ cá. Vì là vùng sông nước nên những món ăn ghi lại dấu ấn đặc trưng nhất, được coi là huyền thoại ẩm thực, được tạo nên bởi người miền Tây, hầu hết là các món gắn liền với cá. Nếu đã đến với nơi đây và chưa một lần thử qua mấy món như cá lóc hấp bầu, lẩu cá linh bông điên điển, lẩu mắm miền Tây, thì bạn vẫn chưa hiểu được hết cái tinh túy nhất của vùng đất này đâu nhé. Nghe tên món cá lóc hấp bầu có vẻ lạ ghê, nhưng mà món ăn này cùng với cá lóc nướng chui đã được xem là hai món ăn ngon nhất chế biến từ cá lóc, một nguyên liệu quen thuộc của miền Tây. Những con cá lóc tươi ngon, thịt ngọt thanh, mềm đem hấp cùng bầu thơm, tạo thành một món ăn dân dã, quen thuộc, nhưng hương vị lại khó quên khi thưởng thức. Cá lóc hấp bầu là món ăn chơi, khi ăn sẽ ăn cùng bánh tráng, rau xà lách, rau thơm, húng quế, chấm cùng nước mắm pha chua ngọt. Vị ngọt của bầu hòa quyện cùng vị ngọt của thịt cá sẽ khiến du khách dù khó tính đến đâu cũng cảm thấy hài lòng. Trong khi cá lóc ngon có thể mua được quanh năm, thì cá linh ngon nhất là cá lúc đầu mùa nước nổi. Xương của cá lúc này chưa cứng, bụng cá lại có mỡ tích tụ nên ăn rất béo. Còn bông điên điển là loại bông đặc trưng của miền Tây, mang màu sắc vàng tươi, mọc tràn ngập khắp các đầm lầy hay mé sông, ruộng nước. Bông điên điển vừa có hương thơm thoang thoảng, lại vừa giòn giòn, bùi bùi, vị thanh thanh nên người dân miền Tây rất thích ăn. Khi hai nguyên liệu là cá linh cùng bông điên điển kết hợp với nhau, tạo thành một nồi lẩu cá linh có vị mềm béo, ngọt ngào của cá và vị thanh mát của hoa rất lạ miệng đối với du khách phương xa. Phần nước dùng đã được ninh và lọc kỹ từ xương cá, xương heo hoặc được nấu bằng nước dừa tươi nên có vị ngọt thanh mà vẫn đậm đà. Ngoài ra, khi phục vụ một nồi lẩu cá linh, còn có các loại rau khác bổ sung cho đa dạng như bông súng, rau nhút, ngò gai và thực khách có thể ăn kèm cùng cơm trắng hay bún. Nếu lẩu cá linh bông điên điển được đánh giá là món rất dễ ăn đối với khách phương Tây bởi hương thơm của nó không quá nồng, thì lẩu mắm lại là món có tính thử thách hơn một chút. Giống như tên gọi của nó, lẩu mắm được chế biến từ mắm.
Nhưng nó không phải là nước mắm thông thường, mà là các loại mắm đặc sản của miền Tây. Một nồi lẩu mắm đúng chất miền Tây sẽ gồm có thịt ba chỉ, mực, tôm, cá biển và các loại rau khác nhau, cùng với nguyên liệu không thể thiếu là mắm cá sặc hay mắm cá linh. Mắm cá phải được ủ trong những chiếc lu sành trong một khoảng thời gian dài thì mắm mới có thể dậy vị và ngấm mùi. Khi đem đi nấu lẩu thì nghiền nhỏ mắm cá rồi pha loãng, lọc xương cho vào nấu cùng phần nước dùng được ninh từ xương heo. Vị nước lẩu sẽ ngọt thanh, mặn mặn vừa phải mà vẫn đậm mùi mắm đặc trưng. Trong nồi lẩu sẽ có thêm cà tím, khổ qua, nấm, làm cho màu sắc thêm bắt mắt và ăn không bị ngán. Ngoài ra, muốn ăn rau gì thì bạn cũng có thể tùy ý thêm vào bổ sung như bông bí, rau đắng, bắp chuối chẳng hạn. Cứ mùa nào thức đó là ngon nhất. Hương vị độc đáo của lẩu mắm khiến thực khách siêu lòng không ít. Nhưng cũng có người chưa quen được vì mùi mắm khá nồng nàn. Cũng giống như khách du lịch lần đầu ăn bún đậu mắm tôm. Dù chưa quen mùi của mắm tôm, nhưng cứ phải thử cái món đặc sản chứ danh này để bỏ công đi du lịch chứ. Thử rồi mới biết nó có ngon hay không, có hợp khẩu vị hay không, phải không các bạn? Nếu không hợp miệng thì ta lại thử món khác. Đi du lịch là để trải nghiệm, mà miền Tây Nam Bộ cũng không thiếu món ngon độc đáo để du khách thưởng thức. Nếu bạn có cơ hội đi du lịch miền Tây Nam Bộ, bạn có muốn ăn thử lẩu mắm không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Ad nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.